Anh Đó, thử vào, anh kiểm tra xem, anh thử nhé. Ngắn lắm. Cường xong chưa? Vâng, xin lỗi anh chị, vâng, mới đầu nhập là mình có một chút trục trặc kỹ thuật kết nối thì mời kế hoạch trực tuyến của anh em bắt đầu Hôm nay thì tôi giới thiệu với anh chị có vài đồng nghiệp thì chủ trì buổi lễ sinh hoạt trực tuyến hôm nay có phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Minh Dung, nguyên chủ nhiệm của khoa Nội Tổng hợp Trường Đại học Hà Nội. Và phóng viên là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trần Lâm ở khoa Nội Soi Nội Soi ở khoa Nội Soi. Anh là có người có rất nhiều kinh nghiệm trong cái dị vật thực quản. Xin phép anh chị và thầy cô chúng ta được xuất phát vào buổi văn hóa học ngày hôm nay. Xin mời Có các điểm cầu nghe được không ạ? Hôm nay thì chúng ta đi về một cái chuyên đề rất thường gặp trong chuyên ngành tai mũi họng, đó là dị vật thực quản. Thì trước tiên thì tôi xin mời thạc sĩ bác sĩ nội trú Nguyễn Trần Lâm sẽ trình bày tóm tắt qua về cái bệnh học của dị vật đường ăn, sau đó dị vật thực quản. Nghe bệnh á? Tôi cũng trình bày nhé. Alo, vâng. Vâng, trước tiên thì mời bác sĩ Nguyễn Trần Lâm sẽ trình bày tóm tắt về cái dị vật thực quản, sau đó thì chúng ta sẽ thảo luận. Xin mời bác sĩ Nguyễn Trần Lâm. Vâng, bác sĩ hỏi Việt đã nghe thấy cô những nội dung của chủ tịch Việt Nam Trung ương chưa? Báo cáo trường quân đi ra đây là được. Vâng, bác sĩ nói sau khi kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Lương Thị Minh Hương, kính thưa các quý vị đồng nghiệp, hôm nay tôi xin được phép trình bày chuyên đề về dị vật thực quản. Như chúng ta đã biết, bật hết rồi, bật hết rồi, vâng. Tôi xin được phép bắt đầu tiếp cái phần trình bày của mình. Trong bài báo cáo này tôi xin báo cáo các nội dung về đặc điểm dịch tễ, nhắc lại giải phẫu mô học của bệnh sinh, đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của giai đoạn biến chứng và có biến chứng. Một thể lâm sàng đặc biệt chúng ta có thể gặp đó là dị vật viêm pin ở thực quản, các phương pháp điều trị, phòng bệnh và sau đó là đến phần câu hỏi về thảo luận. Như chúng ta đã biết, dị vật thực quản là những trường hợp dị vật bị mắc lại từ miệng thực quản cho đến tâm vị. Đây có là một vấn đề không có mang tính mới, tuy nhiên thì tính thời sự của nó vẫn còn cho đến ngày nay và bởi tính phổ biến của nó.
Nếu bệnh được chẩn đoán và xử trí kịp thời sẽ không có di chứng. Tuy nhiên nếu người bệnh đến muộn thì sẽ có những cái biến chứng nguy hiểm, có thể tử vong. Hiện nay với sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội, nhận thức của người dân được nâng cao, các trang thiết bị chẩn đoán, điều trị can thiệp hiện đại. Tuy nhiên thì qua các nghiên cứu vẫn cho thấy có một tỷ lệ nhất định bệnh nhân nhập viện muộn và ở giai đoạn đã có biến chứng. Vì thế vấn đề này vẫn cần được sự quan tâm của các bác sĩ chuyên khoa. Bệnh ở Việt Nam thì so với các cái nghiên cứu từ trước cho đến nay ở cả ba miền thì đều cho thấy tỷ lệ gặp chủ yếu ở người lớn. Tỷ lệ biến chứng là từ 15 cho đến 30%. Các tác giả nghiên cứu thì đều thống nhất rằng đối với dị vật thực quản thì đối với dị vật thực quản thì cái tỷ lệ gặp ở người lớn gần như là chiếm tuyệt đại đa số. Khác với các nghiên cứu trên thế giới, bệnh chủ yếu lại gặp ở trẻ nhỏ hơn 6 tuổi và chủ yếu là mắc các dị vật vô cơ. Các nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ của dị vật đường ăn bao gồm như là tập quán chế biến thức ăn, chế biến thức ăn cả thịt lẫn xương, không lọc kỹ xương, do tập quán ăn uống, không tập trung nhau khi ăn vừa cười đùa, uống rượu say. Một số bệnh lý đi kèm ở những người già, ở trẻ có chậm phát triển trí tuệ hoặc người già không đủ răng, trẻ em không đủ răng cũng dễ dẫn đến hóc dị vật thực quản. Một số trường hợp có yếu tố thuận lợi và là nguy cơ như là những bệnh lý hẹp thực quản bẩm sinh, hẹp thực quản mắc phải hoặc là khối u thực quản. Về bản chất dị vật, chúng ta có thể chia thành hai nhóm chính. Thứ nhất là theo bản chất hóa học thì là chia thành hai phần, đó là dị vật vô cơ và dị vật hữu cơ. Dị vật hữu cơ thì cho cái nguy cơ biến chứng về nhiễm trùng cao hơn so với vô cơ. Phân chia theo tính chất dị vật thì có thể là dị vật sắc nhọn và dị vật tròn và tù. Vâng, xin lỗi chị ạ, có bệnh viện nào chưa nghe được tín hiệu thanh của người Việt Nam không ạ? Vâng, xin lỗi chị ạ, xin lỗi chị ạ. Vâng, xin lỗi chị ạ, xin lỗi chị ạ. Vâng, xin lỗi chị ạ. Em được rồi, em ạ. Có bệnh viện nào chưa nghe được không ạ? Tại còn chưa thấy sao ạ? Một chiếc được rồi, được hết rồi. Là mình kết nối vào trung tâm rồi. Vâng, vào hệ pháp đồng chí thì để được xem tiếp tục bắt đầu. Đối với dị vật sắc nhọn thì sẽ là gây những cái nguy cơ về biến chứng cao hơn so với dị vật tròn nhẵn. Tôi xin nhắc lại về giải phẫu thực quản. Như chúng ta biết, thực quản là một ống cơ và niêm mạc nối từ họng cho đến tâm vị và là đường dẫn thức ăn xuống dạ dày. Ở người lớn thì thực quản dài khoảng từ 20 đến 30 cm, ở trẻ em thì từ 7 cho đến 14 cm, ở trẻ sơ sinh thì ở giai đoạn 3 tuổi thì sẽ có cái chiều dài của thực quản gấp đôi so với trẻ sơ sinh và tăng thêm 0,65 cm của mỗi năm. Thực quản phân thành 4 đoạn, đó là đoạn cổ, đoạn ngực, đoạn hoành và đoạn bụng. Và cái khẩu kính của thực quản thì trung bình là từ 2 đến 3 cm ở người trưởng thành. Thực quản về cấu tạo giải phẫu thì có 5 đoạn hẹp tự nhiên và đây cũng là những cái vị trí thuận lợi để dị vật mắc lại. 5 vị trí cụ thể đó là ở miệng thực quản, phần quai động mạch chủ bắt chéo ở bên trái, phần kế quản gốc trái đè phía trước, phần thực quản trôi qua lỗ cơ hoành và phần thứ cuối cùng là tâm vị. Và chủ yếu các nghiên cứu cho thấy thì dị vật thực quản sẽ mắc lại ở phần ba trên của thực quản. Đây là hình ảnh liên quan của thực quản chân suốt dọc đường đi từ trên xuống dưới. Về giải phẫu trung thất có một phần có liên quan đến thực quản đoạn ngực. Trung thất thì được chia thành hai phần, đó là trung thất trước và trung thất sau. Và liên quan về bệnh lý của nó thì có nghĩa là khi mà một nhiễm trùng ở phần cổ có thể theo đường nền cổ và xuống trung thất trước và từ đó có thể lan rộng sang. Và tại trung thất thì có các cái cơ quan quan trọng như là các mạch máu, như là động mạch dưới đòn, tĩnh mạch đơn, các hạch bạch huyết, dây thần kinh và các tạng như là tim và phổi. Và khi nhiễm trùng thì có thể ảnh hưởng đến các tạng và mạch máu mô tả ở trên và đồng thời cũng có cái biến chứng về hô hấp. Đây là hình ảnh mối liên quan của thực quản với trung thất nhìn từ phía bên. Về đặc điểm mô học của thành thực quản có chiều dày khoảng 3 mm, có bao gồm 3 lớp từ ngoài vào trong, đó là lớp cơ, lớp niêm mạc và lớp dưới niêm mạc. Cần lưu ý về
ở lớp dưới niêm mạc đó là có mô liên kết chun lỏng lẻo. Vì thế cho nên là giữa lớp niêm mạc và lớp dưới niêm mạc cũng như lớp cơ có thể dễ dàng trượt lên nhau. Điều này sẽ có một cái lưu ý trong khi chúng ta thực hiện soi thực quản, đó là một tổn thương rách niêm mạc thực quản và rách cơ. Thì khi chúng ta soi, cái lớp niêm mạc và lớp cơ và lớp dưới niêm mạc có thể trượt lên nhau, vì thế tổn thương có thể không cùng một chỗ và chúng ta có thể đánh giá chưa chính xác khi mà soi. Đồng thời thực quản có không có lớp thanh mạc bao quanh, vì thế là không chống đỡ tốt với các nhiễm trùng. Về sinh lý nuốt có liên quan đến dị vật thực quản như sau. Về các phản xạ của nuốt bao gồm ba thì: thì miệng, thì miệng và thì miệng, thì họng và thì thực quản. Đối với hai thì đầu, chỉ ở hai thì sau, đó là thì họng và thì thực quản, là không có sự tham gia của ý muốn, đó là một phản xạ không có điều kiện. Điều này giải thích tại sao một số trường hợp mà khi người bệnh biết là lỡ nuốt phải dị vật nhưng vẫn không dừng lại được. Đồng thời ở thực quản khi mà có hiện tượng bít tắc thì sẽ có hiện tượng phản nhu động. Điều này thì cũng sẽ giải thích tại sao một số trường hợp bệnh nhân có thể tự nôn ra được dị vật. Về cơ chế bệnh sinh thì như tôi đã trình bày ở trên, với về cấu tạo thành thực quản mỏng, có được tưới máu ít và không có lớp thanh mạc, do đó là về giải phẫu thực quản dễ bị tổn thương bởi các cái vết rách do dị vật gây ra và không có lớp thanh mạc, và bản thân lòng thực quản cũng có các chứa nhiều loại vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn kỵ khí, do đó là một nhiễm trùng có thể lan rộng trong vòng một thời gian ngắn. Theo nghiên cứu của phó sư tiến sĩ Lương Minh Hương, thời gian để gây ra biến chứng dị vật thực quản là sau 48 giờ. Và một ổ mủ từ vùng thực quản cổ có thể lan rộng gây ra viêm tấy áp xe vùng cổ rồi lan xuống trung thất, và hoặc là từ thực quản ngực có thể tổn thương trực tiếp gây viêm trung thất. Và những cái biến chứng này sẽ dẫn tới các biến chứng về hô hấp và biến chứng mạch máu. Sau đây tôi xin mô tả các nét về đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của giai đoạn chưa biến chứng. Ở giai đoạn chưa biến chứng thì tất cả hầu hết các bệnh nhân thì đều không có biểu hiện toàn trạng đặc biệt, bệnh nhân không sốt, không có hội chứng nhiễm trùng. Về triệu chứng cơ năng có biểu hiện là nuốt vướng, nuốt khó hoặc là nuốt đau. Một số trường hợp có dị vật to thì bệnh nhân sẽ có biểu triệu chứng khạc nhổ và tăng xuất tiết ứ đọng đờm rãi. Về triệu chứng thực thể, khi chúng ta ấn máng cảnh có thể thấy điểm đau khu trú ở ngang tầm súng nhẫn, và do thực quản đi từ trên xuống dưới hơi lệch về bên trái nên tỷ lệ có điểm đau ở bên trái cao hơn. Cận lâm sàng thì không có biến động về huyết động, cũng chỉ có đôi chút chúng ta sẽ gặp là trường hợp bạch cầu có tăng nhẹ. Trên phim X quang cổ nghiêng thì nếu mà dị vật cản quang người ta có thể nhìn thấy. Nếu thực quản ở đoạn ngực mà bị có dị vật thì trên phim phổi thẳng chúng ta có thể nhìn thấy. Ở đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của giai đoạn biến chứng thì sẽ có theo từng giai đoạn một và theo mức độ nặng dần. Cái biến chứng đầu tiên chúng ta gặp đó là viêm tấy hoặc là áp xe thành thực quản. Lúc này thì triệu chứng toàn thân của bệnh nhân không còn bình thường nữa, hội chứng nhiễm trùng đã rõ rệt hơn, và bệnh nhân có triệu chứng sốt vừa, sốt cao, triệu chứng đau vùng cổ cũng tăng lên rõ rệt. Nếu dị vật ở thực quản cổ, còn dị vật thực quản ngực sẽ có triệu chứng đau ngực, và đặc biệt là khi bệnh nhân nuốt hoặc là uống nước sẽ đau tăng lên, khiến bệnh nhân phải bỏ ăn uống, không ăn uống được. Về triệu chứng thực thể, ấn máng cảnh, bệnh nhân sẽ có điểm đau chói, nếu dị vật ở thực quản cổ thì sẽ là điểm đau ở vùng máng cảnh, và dấu hiệu lọc cọc thanh quản cuộc sống giảm hoặc mất. Trên phim X quang cổ nghiêng có thể thấy hình ảnh dị vật cản quang, và dấu hiệu đặc biệt so với giai đoạn chưa biến chứng đó là hình ảnh dày phần mềm trước cột sống cổ. Đây là một dấu hiệu đáng lưu ý khi chúng ta đánh giá phim X quang cổ nghiêng. Xét nghiệm công thức máu thì có bạch cầu trung tính tăng. Đây là hình ảnh quý vị đang xem, đây là một hình ảnh dị vật cản quang ở ngang mức cổ 4, cổ 5, cổ 5, cổ 6, và có hình ảnh dày phần mềm trước cột sống cổ. Nếu ở giai đoạn viêm tấy hoặc áp xe thành thực quản không được khu trú lại thì viêm nhiễm trùng sẽ lan rộng thành viêm tấy hoặc áp xe quanh thực quản. Ở đây mô tả trước là phần áp xe quanh thực quản cổ. Cơ chế đó là dị vật làm thủng thực quản cổ, qua lỗ thủng thì mủ thoát ra khỏi thực quản và viêm tấy mô liên kết ở vùng xung quanh cổ, hay mình còn có một cái
danh từ mà hay dùng đó là áp xe cạnh cổ. Về triệu chứng toàn thân, bệnh nhân có hội chứng nhiễm trùng rõ rệt, toàn trạng suy kiệt do không ăn uống được. Triệu chứng cơ năng, bệnh nhân xuất hiện đau vùng cổ nhiều hơn, không ăn uống được, xuất hiện xuất tiết nước bọt, hơi thở hôi. Một số trường hợp ổ mủ, chèn ép vào khí quản sẽ gây ra triệu chứng khó thở, và chèn ép vào dây hồi quy sẽ gây ra khàn tiếng. Về khám thực thể, bệnh nhân có hạn chế quay cổ rất rõ rệt, vùng cổ thường là bên trái thì sẽ sưng nề và có ấn máng cảnh, bệnh nhân rất đau và có dấu hiệu đóng bánh hoặc là có hình ảnh có hiện tượng tràn khí dưới da, sờ thấy lép bép dưới tay. Trên phim X quang cổ nghiêng, cột sống cổ có hình ảnh mất chiều cong sinh lý, chiều dày phần mềm trước cột sống cổ tăng và có thể thấy hình ảnh áp xe, đó là hình ảnh mực nước mực hơi. Trong trường hợp này thì nếu chúng ta muốn đánh giá cái sự lan rộng của nhiễm trùng, chúng ta có thể chỉ định chụp cắt lớp vi tính vùng cổ để đánh giá tổn thương. Đây là hình ảnh chụp cắt lớp vi tính vùng cổ ở cúp sagittal. Đây là hình ảnh có dị vật và khí ở trong lòng thực quản, đồng thời khí đã lan tới cả khoang trước sống. Đây là một ca áp xe viêm viêm tấy quanh thực quản rất là điển hình. Còn đối với thể lâm sàng có viêm trung thất hoặc áp xe trung thất thì sẽ diễn biến theo hai hình thức. Nếu mà mủ viêm do từ vùng cổ qua nền cổ và xuống trung thất thì chúng ta sẽ có thể lâm sàng là viêm áp xe trung thất thể từ từ. Cần lưu ý ở thể lâm sàng này thì khi mủ đã thoát xuống dưới trung thất, bệnh nhân lại có cảm giác dễ chịu do mủ đã đỡ căng tức và bệnh nhân cảm thấy đỡ đau vùng cổ. Chúng ta cần phải lưu ý dấu hiệu lâm sàng này khi thăm khám. Hoặc là ở phần trung thất có thể viêm ngay do thủng thực quản ở đoạn ngực. Về triệu chứng toàn thân, bệnh nhân có thể trạng nhiễm trùng, kèm theo đó là thể trạng nhiễm độc và toàn trạng có suy kiệt. Về dấu hiệu cơ năng, bệnh nhân có hiện tượng đau ngực, cảm giác đau sâu trong xương ngực, dáng đi phải lom khom, một tay ôm lấy ngực, dáng đi rất là điển hình cho những người mà bị có hiện tượng viêm trung thất hoặc áp xe trung thất, kèm theo khó thở, ho hoặc nốt đau. Về khám thực thể, bệnh nhân có biểu hiện trụy mạch và có hình ảnh tràn khí ra vùng cổ và ngực. Khi thăm khám gõ thì chúng ta thấy sẽ có tiếng vang, gõ các khối liền sườn thì thấy có tiếng vang. Xét nghiệm công thức máu thì có bạch cầu đa nhân trung tính tăng rất cao. Phần X quang thẳng ta có thể thấy hình ảnh trung thất giãn rộng và có hình ảnh khí ở trong trung thất. Trường hợp này chúng ta cũng có thể có chỉ định chụp cắt lớp vi tính vùng ngực để đánh giá tổn thương. Đây là hình ảnh một trường hợp dị vật xuyên thành ra trung thất và chúng ta có thể thấy là có hình ảnh khí ở trong trung thất, và đây là một ca viêm trung thất đây. Đối với biến chứng phổi và màng phổi, dị vật có thể đâm xuyên qua thành thực quản gây ra thủng màng phổi tức thời, hoặc là do viêm nhiễm của trung thất gây ra thủng củng đồ, phế mạc và tĩnh mạch đơn dẫn đến viêm màng phổi mủ. Biểu hiện lâm sàng, bệnh nhân có đau tức, khó thở, toàn thân thì sốt cao. Khám thì có hội chứng ba giảm, chụp X quang phổi thẳng có hình ảnh tù góc sườn hoành do tràn dịch màng phổi, và chọc dò màng phổi thì có mủ. Về tổn thương các lòng màng lớn thì đây là một biến chứng ít gặp nhưng mà rất là nặng nề, do dị vật sắc nhọn có thể gây tổn thương trực tiếp vào mạch máu, hoặc do quá trình viêm hoại tử lan tới các mạch máu lớn ở vùng cổ và vùng ngực. Bệnh nhân có thể có tiền triệu, sau mấy ngày bệnh nhân khạc ra một ít máu đỏ tươi, hoặc là có thể đột ngột ho sặc ra máu đỏ tươi và tử vong do máu sặc vào đường thở. Về biến chứng do thực quản hô hấp, chúng ta có thể gặp do dị vật đi xuyên qua thành thực quản vào khí quản và thậm chí vào cả phế quản, và khiến cho bệnh nhân có biểu hiện ăn uống ho sặc. Chụp X quang thực quản cận quang thì thấy có hình ảnh thuốc đi sang cả phế quản và khí quản. Đây là tổng kết của tác giả Trương Minh Quý khi nghiên cứu tình hình về biến chứng dị vật thực quản tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương trong giai đoạn 2016-2018. Chúng ta có thể thấy trong 42 ca tác giả đã nghiên cứu thì thấy có 24 ca là có hiện tượng viêm tấy và áp xe quanh thực quản, 24 ca viêm tấy thành thực quản, 7 ca viêm tấy và áp xe quanh thực quản, viêm trung thất thì có 6 ca và viêm nhiễm và vùng phổi, nghĩa là có biến chứng hô hấp, là có 5 ca. Qua đây chúng ta có thể thấy là cái tỷ lệ mà gặp biến chứng của dị vật đường ăn hiện nay
vẫn là không hề nhỏ một chút nào và cần đáng được lưu tâm cũng như là xử trí. Hôm nay tôi cũng muốn trình bày một thể lâm sàng đặc biệt của dị vật về viên pin thực quản. Chúng ta đã biết thì viên pin bản chất nó là một dị vật vô cơ, nhưng cái tác hại của nó là khôn lường, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Bởi vì khi mà viên pin được chui vào thực quản thì sẽ có xảy ra biến chứng rất là nhanh, và đây là một tình trạng tối cấp cứu. Vì sao biến chứng xảy ra nhanh? Thì do cơ chế là viên pin khi vào thực quản thì nó vẫn có hiện tượng hoạt động điện xảy ra và có hiện tượng kiềm hóa ở cực âm của viên pin, và cái hiện tượng kiềm hóa này sẽ chính là cái tác nhân gây ra bỏng thực quản và bỏng kiềm, có nghĩa là một bỏng mức độ nặng có thể gây hoại tử niêm mạc thực quản trong vài giờ sau khi tiếp xúc. Đồng thời một số viên pin thì có thể có hóa chất kèm trong viên pin và bị rò rỉ ra ngoài, gây ra tình trạng nhiễm độc rất là nặng, để lại những cái di chứng rất nặng nề như là sốc nhiễm khuẩn, sốc do hóa chất, xuất huyết tiêu hóa, tổn thương các mạch máu lớn. Và nếu có cứu được thì cái tỷ lệ di chứng có sẹo hẹp sau khi bỏng thực quản cũng gặp là rất cao. Các quý vị cần lưu ý là nếu đã khai thác được đối với tiền sử là có trường hợp dị vật hóc thực quản viên pin thì chúng ta cần khẩn trương tối đa mức có thể để nhanh chóng đưa dị vật ra ngoài, bởi chúng ta sớm được giờ nào, tôi nhấn mạnh là giờ nào, phút nào là cứu được cái tính mạng giờ đấy, phút đấy. Về đặc điểm trên phim X-quang thì có một hình ảnh rất đặc biệt, đó là do viên pin là dạng rẽ có hai chiều trước sau, và cái đĩa viên pin khi mà lên hình ảnh cảnh quan thì nó là hình ảnh hai vòng tròn đồng tâm, ở đây chúng ta có thể nhìn thấy. Và ở phim phủ nghiêng thì viên pin do là có cực dương cực âm có đường kính khác nhau nên chúng ta có thể thấy dấu hiệu, người ta gọi là dấu hiệu bậc thang, có nghĩa là nó không đồng nhất về mặt đường kính trước sau, phần trước thường to hơn và phần sau là nhỏ hơn, nó không giống như đồng xu. Và trên hình ảnh này chúng ta có thể thấy đây là một ca lâm sàng chúng tôi tiếp nhận cách đây khoảng gần một năm, một cháu bé ở Lạng Sơn được đưa đến với tình trạng là dị vật thực quản viên pin giờ thứ 8, và đây là hình ảnh niêm mạc thực quản đã hoại tử đen sau khi mà chúng tôi lấy dị vật ra. Và rất may mắn là cháu bé này là sau 6 tháng theo dõi lại thì không có di chứng sẹo hẹp. Đây cũng là một trường hợp rất là may mắn. Đây là hình ảnh phóng to dấu hiệu, người ta gọi là dấu hiệu hai vòng tròn đồng tâm của dị vật thực quản viên pin. Khi thấy dấu hiệu này trên phim X-quang thì chúng ta cần phải khẩn trương đưa bệnh nhân đi can thiệp ngay. Tôi vừa trình bày cái thể lâm sàng tương đối đặc biệt và hiện nay là cũng rất hay gặp, do sự phát triển của các thiết bị điện tử nên chúng ta sẽ còn gặp cái dị vật thực quản viên pin này khá nhiều ở thực quản, và lại hay xảy ra đối với trẻ em. Về chẩn đoán xác định thì sẽ dựa vào ba cái yếu tố sau. Thứ nhất đó là khai thác tiền sử, hai là dựa vào các cái triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng đã mô tả ở trên, và bước thứ ba là soi thực quản kiểm tra để chẩn đoán xác định và đồng thời can thiệp. Thì đối với phần khai thác tiền sử, chúng ta cần phải khai thác kỹ các yếu tố sau. Thứ nhất là hoàn cảnh hóc, hai là thời gian từ khi hóc đến khi đến viện, ba là bản chất dị vật, thứ tư là đã can thiệp tại nhà như là tự ăn uống thêm để cho dị vật trôi xuống, hay là những can thiệp ở cơ sở tuyến đầu. Thì đây là những cái dữ liệu rất là quý giá để người thầy thuốc có thể định hướng cũng như dự chủ được các cái phương pháp cũng như là các phương tiện dụng cụ để can thiệp, bước hỏi bệnh, khai thác tiền sử. Theo chúng tôi nghĩ rằng là nó cũng quan trọng không kém gì bước thăm khám lâm sàng. Để chẩn đoán phân biệt dị vật thực quản thì chúng ta cần phân biệt với hiện tượng loạn cảm họng. Trường hợp này thì hay gặp ở một số trường hợp bệnh nhân có hội chứng trào ngược, có viêm song sau, hoặc là một số trường hợp bệnh nhân có cái triệu chứng của giai đoạn đầu của ung thư hạ họng thanh quản. Thì bệnh nhân mặc dù có cảm giác nốt đau, tuy nhiên lại không sốt và ăn uống hoàn toàn bình thường. Chụp phim thì không thấy hình ảnh dị vật và không thấy hình ảnh dày phần mềm trên cột sống cổ. Chúng ta có thể tiến hành điều trị thử cho bệnh nhân đối với những trường hợp có trào ngược. Trường hợp thứ hai là dị vật đã trôi đi. Ở trong trường hợp này thì thực tế là bệnh nhân đã có cái hóc dị vật, tuy nhiên thì dị vật đã trôi đi và để lại vết loét và viêm tại chỗ, cho nên là bệnh nhân ăn uống vẫn cảm thấy đau. Tổn thương thì có thể là sẽ tự hồi phục, đôi khi thì lại là có cái nhiễm trùng thứ phát tạo thành ổ áp xe.
và nhưng mà tuy nhiên chụp phim thì không thấy hình ảnh dị vật và có thể thấy dày phần mềm trước cột sống cổ. Trường hợp này có thể tiến hành soi thực quản để xác chẩn. Với trường hợp khối u trong thực quản thì bệnh nhân sẽ có giai đoạn đầu là cảm giác nuốt vướng và nuốt nghẹn, giai đoạn muộn hơn là có triệu chứng nghẹn đặc và sặc lọc. Bệnh nhân không có hữu chứng nhiễm trùng, tuy nhiên thể trạng gầy sút. Khi kiểm tra dưới nội soi chúng ta có thể thấy hình ảnh dị vật, hình ảnh khối u trong lòng thực quản. Chúng ta cũng cần phân biệt là một số trường hợp áp xe vùng cổ bên do một số nguyên nhân khác như là áp xe tuyến giáp, áp xe do xoang lê hay là áp xe hẹp vùng cổ. Về điều trị, một trong những cái ba nguyên tắc cơ bản nhất của điều trị đó là chúng ta can thiệp nội soi để gắp dị vật hoặc là theo đường ngoài, điều trị phối hợp nội khoa và điều trị biến chứng. Đối với giai đoạn chưa biến chứng, chúng ta có thể lựa chọn hai phương pháp, đó là nội soi thực quản gắp dị vật ống cứng. Về chỉ định thì là những trường hợp mà có dị vật được chẩn đoán xác định hoặc nghi ngờ. Các cái chống chỉ định thì bao gồm những cái bất thường về giải phẫu như bệnh nhân có gù vẹo cột sống, có thoái hóa đốt sống cổ hoặc là sau chấn thương. Một số trường hợp có khít hàm sau xạ trị cũng là chống chỉ định, hoặc bệnh nhân có lao cột sống cổ. Bệnh nhân đang có cái biến chứng viêm trung thất, áp xe quanh thực quản. Một số bệnh lý nội khoa đi kèm như tăng huyết áp, tiểu đường, suy tim, mất bù. Nhưng hiện tại thì với cái tiến bộ của gây mê hồi sức thì đây chỉ còn là chống chỉ định tương đối. Và một trường hợp nữa đó là bỏng thực quản ở giai đoạn sốc. Về các bước thì chúng ta cũng sẽ tiến hành như một cái phẫu thuật và thủ thuật, bao gồm chuẩn bị bệnh nhân và tiến hành soi. Đối với soi thì chúng ta cần phải qua 5 bước. Mốc sau tôi xin nói kỹ hơn, đó là bước 1 là tìm sụn phễu, bước thứ 2 phải qua miệng thực quản, đánh giá kỹ miệng thực quản. Tiếp theo soi đến đoạn thực quản ngực. Trong quá trình soi thì cần đánh giá kỹ và đầy đủ cả 4 thành của thực quản, tránh nhìn phiến diện ở một phía nào đó. Sau khi mà chúng ta vượt eo cơ hoành thì sẽ kiểm tra được tâm vị và kết thúc là rút ống soi. Đây là một cái thì soi thực quản bình thường từ trên xuống dưới. Khi phát hiện thấy dị vật thì cần phải đánh giá vị trí, hình dạng và tình trạng niêm mạc xung quanh. Và mình đưa dị vật ra ngoài với dụng cụ gắp thích hợp. Sau khi soi gắp dị vật xong, chúng ta cần phải kiểm tra lại, soi thực quản lại để đánh giá tổn thương cũng như là đánh giá còn dị vật ở phía dưới hay không. Kết thúc soi gắp, chúng ta căn cứ vào tổn thương của thực quản để quyết định có đặt sông dạ dày hay không và theo dõi bệnh nhân sau soi. Cũng cần có một số lưu ý sau khi soi gắp dị vật. Đây vừa là lý thuyết và kết hợp với thực tế kinh nghiệm lâm sàng. Đó là một số trường hợp bệnh nhân cố nuốt thêm thức ăn, thậm chí là khá nhiều, và dị vật có thể bị che lấp bởi thức ăn, và chúng ta cần phải kiên nhẫn lấy sạch thức ăn và tìm dị vật. Thứ hai là do phản ứng viêm và phù nề cho nên là dị vật có thể cố định chặt ở thành thực quản. Chúng ta cần phải nhẹ nhàng giải phóng và có thể phải cầm máu kỹ bằng bông tẩm arealidin. Trong quá trình lấy dị vật thì tránh cái động tác cặp mớm hoặc là cặp không chắc để ngăn ngừa cái hiện tượng dị vật có thể bị tuột trở lại trong quá trình lấy ra. Như tác giả Chevalier Jackson là một trong những người phát minh ra ống soi và là nhà nội soi hàng đầu, thì có một cái câu nói là điểm nhọn nhô ra của dị vật có thể gây ra nguy hiểm và thủng, không được kéo lê dị vật ở trong lòng thực quản. Như vậy thì câu nói này có nghĩa là chúng ta cần phải tránh đưa dị vật ra ngoài một cách máy móc, thông qua việc xoay đổi hướng của dị vật thích hợp để đưa ra ngoài mà không hoặc là ít gây biến chứng nhất. Đối với một số trường hợp dị vật quá to thì chúng ta có thể dùng banh chặt và khỏe để chia nhỏ dị vật, tuy nhiên cũng cần phải tính toán kỹ. Nếu mà dị vật quá to thì cũng có thể tính theo đường mở thực quản khi mà chúng ta không thể lấy được theo đường nội thực quản. Đối với một số trường hợp chúng ta có thể gặp bệnh lý đi kèm như tổn thương u, đối với tổn thương u thực quản thì sẽ là một cái khó khăn chúng ta khi mà khối u có thể gây chảy máu. Vì thế chúng ta cần phải cầm máu kỹ và sau khi lấy được dị vật thì sinh thiết kết hợp luôn tổn thương. Và một số trường hợp thì khi có áp xe ở thành thực quản, chưa thành áp xe quanh thực quản, nghĩa là chỉ ở khu trú tại thành thực quản, thì việc chúng ta có một người phụ hoặc là bản thân chúng ta ép nhẹ, ép cái gây tạo áp lực từ ngoài vào để hút mủ từ trong cái đường qua ống soi thì cũng là một biện pháp vừa điều trị trong quá trình soi gắp dị vật.
Đối với soi gấp ống mềm ở giai đoạn chưa biến chứng thì hiện nay ngày càng phổ biến. Ưu điểm của soi gấp ống mềm đó là đây là một thủ thuật ít xâm lấn hơn, có thể dùng được với những trường hợp mà bệnh nhân chống chỉ định của ống cứng như là khít hàm hay là gù vẹo, thêm vào đó là có phóng đại được tổn thương. Tuy nhiên thì đối với nhược điểm thì chúng tôi nhận thấy soi ống mềm chỉ phù hợp với dị vật có kích thước nhỏ, do cái khẩu độ panh cũng như độ chắc khỏe của panh sẽ không được khỏe như là panh gấp thông thường qua đường nội soi ống cứng. Thứ hai là cần phải có một người trợ thủ để phối hợp cùng với phẫu thuật viên thì mới có thể, và người trợ thủ cũng phải thật là thành thạo để phối hợp nhịp nhàng đưa dị vật ra ngoài. Theo nghiên cứu của tác giả Trần Thanh Hải năm 2010 thì ở tại Viện Tai Mũi Họng có 48 ca lấy bằng dị vật ống mềm thì đều là kích thước dị vật dưới hàng cm, trong đó có 2 ca thì dị vật bị trôi và 1 ca phải mở đường ngoài do có biến chứng áp xe. Trên hình ảnh chúng ta có thể thấy các cái loại panh để gắp dị vật. Thứ nhất là panh cá sấu để gắp những dị vật chắc, khỏe, dạng rọ và dạng thòng lọng, và dạng túi thì để gắp những cái dị vật tròn và nhẵn mềm. Theo báo cáo của tác giả Ngô Vương Mỹ Nhân ở Bệnh viện An Giang trong giai đoạn 2006 đến 2008, trong 130 ca dị vật gặp ở bệnh viện thì thực hiện 77 ca ống mềm. Tác giả báo cáo là tỷ lệ thành công giữa ống mềm và ống cứng gần ngang nhau, tuy nhiên là thời gian nằm viện và tỷ lệ tai biến thì có giảm hơn. Thì việc lựa chọn nội soi ống cứng và nội soi ống mềm để gắp dị vật thì hiện nay vẫn là một câu hỏi cần bàn luận. Nó phụ thuộc vào chỉ định của chúng ta, bản chất kích thước dị vật hay là giai đoạn có biến chứng hay không. Thì tí nữa thì lát nữa thì chúng ta sẽ để cái chủ đề này để thảo luận, bởi vì như tôi được biết thì đối với các cái cơ sở tai mũi họng ở các tỉnh nằm trong viện đa khoa thì cái soi gấp ống mềm này đôi khi lại thuộc về chuyên khoa tiêu hóa hoặc là thăm dò chức năng. Vì thế là cái thông tin chúng tôi cũng không có được nhiều, thì cũng rất mong các anh chị chia sẻ những cái thực tế ở đơn vị mình để chúng ta có được cái thông tin. Về điều trị ngoại khoa các biến chứng thì chúng ta có các cái phương pháp, đối với áp xe vùng cổ thì là phẫu thuật mở cạnh cổ để hở hốc mộ, dẫn lưu và đặt sông mũi dạ dày. Chúng ta mời phẫu thuật lồng ngực khi mà có hiện tượng có bệnh, có hiện tượng áp xe trung thất, và đối với viêm màng phổi mủ thì là chọc hút dịch và bơm dung dịch kháng sinh lại vào trong hốc mộ và dẫn lưu. Khi có biến chứng mạch máu thì nghi ngờ thì chúng ta sẽ mời phẫu thuật mạch máu. Cũng xin lưu ý về biến chứng mạch máu thì hiện nay chúng tôi cũng gặp một vài trường hợp dị vật nó không gây thủng ngay mạch máu gây ra biến chứng chảy máu như tôi đã trình bày, mà nó lại tạo thành túi giả phình của động mạch. Và cái này cũng là một cái thể lâm sàng khá là hiếm gặp, tuy nhiên cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, thì chúng tôi sẽ dành ra báo cáo ca lâm sàng. Đối với điều trị nội khoa, nếu mà ở giai đoạn biến chứng, chưa có biến chứng thì bệnh nhân cũng không cần phải điều trị kháng sinh mà có thể xuất viện trong ngày. Ở giai đoạn này có biến chứng cần phối hợp các nhóm kháng sinh liều cao, phối hợp cả điều trị kỵ khí và theo nhiều đường, chống viêm giảm phù nề bằng corticoid, giảm đau, và đồng thời là đối với những bệnh nhân có dị vật thực quản ở giai đoạn biến chứng thì chúng ta cần phải nâng cao thể trạng, bồi phụ nước và điện giải. Đây là kết quả nghiên cứu của tác giả Trương Minh Quý trong nghiên cứu 17 bệnh nhân có biến chứng dị vật thực quản được cấy làm kháng sinh đồ, thì cho kết quả như thế này thì các anh chị có thể tham khảo. Và tác giả cũng kết luận là trong dị vật thực quản có biến chứng, việc phối hợp cephalosporin thế hệ 3 cộng với quinolone và kháng sinh chống kỵ khí thì cho kết quả chống nhiễm trùng khá là tốt ở những giai đoạn biến chứng. Về vấn đề phòng bệnh thì chúng ta cần phải có 3 mức ở cộng đồng. Chúng ta cần phải tuyên truyền về thay đổi các thói quen trong ăn uống và sinh hoạt, không cười đùa, không nói chuyện, không chế biến thức ăn cả thịt lẫn xương, không chữa mẹo khi hóc. Đối với y tế cơ sở và tuyến đầu, chúng ta cần phải khai thác kỹ tiền sử như tôi đã nói ở trên, đồng thời phân biệt được những cái trường hợp nào là hóc thật và trường hợp nào là loạn cảm hóc hay là hóc giả để gửi đi chuyên khoa kịp thời, hoặc là xác định được giai đoạn và phát hiện được những trường hợp có tai biến sốc để xử trí trước khi chuyển đi. Đối với y tế chuyên khoa, chúng ta cần thực hiện soi gấp dị vật sớm khi chưa có biến chứng và điều trị các biến chứng phối hợp với các chuyên khoa khác, và
tiên lượng được các trường hợp có biến chứng nặng để xử trí bệnh nhân kịp thời. Như vậy, tôi đã trình bày xong về những nét về bệnh lý dị vật thực quản trong chuyên khoa tai mũi họng. Đây là một cấp cứu thường gặp, mang tính thời sự và tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng khi bệnh nhân đến viện muộn. Và như thế, bệnh vẫn cần được sự quan tâm đặc biệt của các bác sĩ chuyên khoa và đồng thời các bác sĩ tuyến cơ sở, cũng như là vai trò của Bệnh viện Tai Mũi Trung ương cần phải tăng cường các công tác truyền thông trên các cái phương tiện như là TV, báo điện tử, các nền tảng mạng xã hội về tác hại của dị vật thực quản để chúng ta giảm thiểu cái nguy cơ biến chứng của dị vật thực quản trong cộng đồng. Về tài liệu tham khảo thì chúng tôi xin giới thiệu 3 tài liệu của 3 tác giả do Phó Giáo sư Lương Thị Minh Hương đã hướng dẫn để các anh chị tham khảo và cũng rất dễ tìm trên mạng. Các tác giả này thì đều cho chúng ta một cái nhìn rất là tổng quan và chi tiết về bệnh sinh, bệnh nguyên, các hình ảnh lâm sàng cũng như kết quả nghiên cứu để chúng ta có được một cái nhận cách nhìn, cái nhìn đầy đủ hơn về dị vật thực quản và biến chứng. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn Phó sư Tiến sĩ Lương Thị Minh Hương đã duyệt nội dung bài báo cáo này và xin cảm ơn sự lắng nghe và chia sẻ của các quý vị đồng nghiệp. Xin cảm ơn. Được. Con các chị đã nghe xong bài trình bày về dị vật thực quản của thạc sĩ bác sĩ nội trú Nguyễn Trần Lâm. Bây giờ thì xin mời chúng ta thảo luận. Thứ nhất là chúng ta có câu hỏi hoặc là chúng ta có những cái kinh nghiệm gì có thể chia sẻ được thì chúng ta cũng chia sẻ để cùng nhau học tập và rút kinh nghiệm. Xin mời các bệnh viện. Cường mời các bạn lên trên. Có mất mic lên chưa? Không, bật con vét đấy. Bật con vét hết rồi này. Cái này bật hết mic rồi này. Đây là điều khiển con vét được rồi. Không thấy cái đơn vị nào phát biểu. Chắc là cái đấy có đó. Alo. Em cứ cơ ngoài lại xem nó. Vâng, xin mời ai vừa có câu hỏi nói. Bạn ở bệnh viện nào đấy nói rõ ràng thôi, ở đấy chưa nghe được. Bật mic đấy. Đây vẫn đang nói đây. À. Trong lúc chờ
Em nghĩ là trong trong lúc chờ ý kiến góp ý và phát biểu của các bệnh viện khác thì em cũng nhờ Phó sư tiến sĩ Lương Thị Minh Hương chia sẻ về quan điểm thực hiện nội soi ống mềm và nội soi ống cứng. Thực ra thì em cũng có đọc các cái nghiên cứu về về nội soi, quan điểm sử dụng ống nội soi nào, thì hiện tại thì em thấy cũng có một số cái băn khoăn về kết quả của các nghiên cứu ạ. Đó là các tác giả thì đều báo cáo là nội soi ống mềm thì ít gây biến chứng, và nội soi ống mềm thì sẽ là cho kết quả cái sự xâm lấn ít hơn. Các cái chỉ số báo cáo thì bao gồm là ngày nằm viện, cái tình trạng tổn thương của niêm mạc thực quản sau khi mà đã được soi góc. Tuy nhiên thì em có những cái băn khoăn về có những cái yếu tố nhiễu trong nghiên cứu, đó là khi đưa ra việc soi so sánh giữa phương pháp ống mềm và ống cứng thì nó có sự không báo cáo rõ ràng về cái lựa chọn dị vật để mình gắp. Ví dụ như là tác giả không nêu lên là cái kích thước dị vật hoặc là cái thời gian gắp dị vật mà bệnh nhân đã đến với mình là sớm hay muộn, kích thước to hay nhỏ ở mũi phương pháp, mà họ chỉ nêu ra là bao nhiêu ca được gắp bằng ống mềm, bao nhiêu ca được ống cứng. Như vậy là không có sự đồng nhất giữa cái bản chất dị vật cũng như giai đoạn bệnh nhân đến để mà chúng ta so sánh, cũng như là trình độ của mỗi một phẫu thuật viên. Và như vậy thì cái kết quả nó cũng sẽ mang nhiều cái yếu tố nhiễu. Thứ hai nữa là thời gian nằm viện thì em cũng thấy là nếu ở biến giai đoạn biến chứng thì ta soi ống mềm hay soi ống cứng thì đều có thể không có biến chứng, ta có thể đều cho bệnh nhân xuất viện trong ngày. Vì thế cái thời gian nằm viện nó cũng sẽ là một yếu tố cũng là không phải là đặc trưng lắm trong những cái so sánh trong nghiên cứu. Vì thế là em cũng rất là mong Phó sư tiến sĩ Lương Thị Minh Hương chia sẻ những cái quan điểm của mình về sử dụng phương pháp nào trong can thiệp soi lắp dị vật. Câu hỏi của bác sĩ Nguyễn Trần Luân. Thực ra cái vấn đề này thì có rất nhiều tranh luận, thẳng luận và tranh luận. Miêu hóa thì quan điểm họ khác và tai mũi họng thì cũng quan điểm khác. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là tất cả các nghiên cứu của mình chỉ như là thầy bói xem ra thôi, bởi vì chúng ta chưa có những cái nghiên cứu một cách hệ thống, ví dụ như là phải ngẫu nhiên đa trung tâm và có đối chứng. Còn của mình thì ai thật gì, ai thuận gì thì làm đấy, và sau đó thì mình báo cáo. Thành ra những cái báo cáo nó chỉ mang tính chất thực ra thì nó bị áp đặt của cái định kiến. Ví dụ như là tôi thích soi ống mềm thì tôi nói là ống mềm tốt, tôi muốn soi ống cứng thì tôi nói là ống cứng tốt. Thì với cái kinh nghiệm là đã làm nhiều nhiều năm trong cái lĩnh vực này thì tôi thấy là hai cái soi cứng và soi mềm thì đều có những cái thuận lợi và khó khăn, và cũng có những cái chỉ định riêng biệt, chứ không thể chỉ định lẫn lộn với nhau được. Ví dụ như những trường hợp gì bằng quá lớn như những hàm răng giả, quá lớn như răng chẳng hạn, có cả cung sắt chẳng hạn, chúng ta không thể nào mà dùng cái ống soi mềm để có thể kéo được cái dị vật đó ra. Hoặc là những cái dị vật mà đã gây ra những biến chứng áp xe, hoặc bây giờ chúng ta dùng cái phần lớn là viêm tấy cổ sâu, khối áp xe đã rất là lớn rồi và dị vật lớn rồi, thì chúng ta không nên sử dụng ống soi mềm làm gì. Nhưng ống soi mềm thì lại rất thuận lợi trong những trường hợp là dị vật mới, dị vật nhỏ và bệnh nhân đến sớm thì căn theo phân luận thôi. Thế còn giữa gây mê và không gây mê thì nó có một chút xíu khác biệt. Nếu như mà chúng ta gây mê thì dị vật nhỏ, cái nào đoạn nào cũng có thể dùng ống mềm được. Nhưng nếu chúng ta chỉ gây tê thôi thì cái đoạn miệng thực quản thì dùng ống soi mềm nó hơi khó, bởi vì khi mà bệnh nhân nuốt thì cái đầu ống nó có thể đi ra đi vào ở cái miệng thực quản, là nó hơi khó hơn một chút. Tuy nhiên nếu như có kinh nghiệm được lâu thì cũng có thể thực hiện được, nhưng mà nó cũng sẽ khó. Chúng ta ở tùy từng địa điểm, tùy từng đơn vị và tùy từng cái thuận của mọi người để có thể làm thế nào xử lý cho bệnh nhân một cách tốt nhất. Còn nếu mà
thuận lợi nhất thì tất cả các trường hợp có thể lấy được trừ những cái chống chỉ định của ống cứng, thì ống cứng vẫn thuận lợi hơn ống mềm là tất cả các loại dị vật từ nhỏ đến lớn, là từ miệng thực quản xuống tới công vị chúng ta đều lấy được, chỉ trừ những trường hợp ví dụ như bệnh nhân hết hàm này, gù vẹo này, hay là có những cái gì đặc biệt mà chống chỉ định cho ống cứng thì ống mềm. Thế tuy nhiên là ống mềm cũng không phải sử dụng được hết cho các cái trường hợp. Ví dụ như bệnh nhân bị có những cái bệnh lý như là tâm thần hay thì để mà gây tê, chúng ta không thể gây tê, bệnh nhân không thể hợp tác được. Nói chung là mỗi con cái nó có những cái thuận lợi của những con khó khăn riêng, và một số cái chống chỉ định tuyệt đối thì chúng ta bắt buộc phải dùng ống cứng hoặc ống mềm, không không thể sử dụng được, để đấy là một số trường hợp đặc biệt. Có câu hỏi của bác sĩ về tiền sản Hải Phòng, nó hỏi là tiêu chuẩn về sụn sâu dạ dày và những bệnh nhân mà dùng thực quản có biến chứng sau khi đã xoa cắt được vật. Đối với trẻ em mà đặt sông thì kể ra thì để theo dõi bằng lâm sàng hơi khó. Đối với người lớn thì chúng ta có thể biết được cái tình trạng đau hay không đau, thế rồi là nhiễm trùng hay không nhiễm trùng. Và đối với trẻ em thì tốt nhất là chúng ta đặt sông thực quản dạ dày một tuần, sau đó thì chúng ta bắt buộc phải soi lại. Khi mà soi chúng ta thấy trong lòng thực quản không còn tổn thương, và tổn thương chỉ nông ở cái lớp niêm mạc thôi, không giới hạn niêm mạc, thì chúng ta có thể hút sông. Thế còn đối với trẻ em thì không không nên dựa vào các cái triệu chứng lâm sàng như hỏi bệnh hay những cái triệu chứng nhiễm trùng, bởi vì trẻ em thì đánh giá nó khó hơn, tốt nhất là cứ phải soi lại. Tại vì cảm ơn cô Hương. Có câu hỏi tiếp theo là hỏi về cái phác đồ điều trị bỏng thực quản do dị vật pin. Này thì chắc là phải có một trả lời riêng, nó thật dài. Nói chung là bỏng thực quản do viêm pin đấy là một loại bỏng thực quản do hóa chất. Bỏng hóa chất ở đây như thạc sĩ Lâm vừa nãy đã nói đấy, là do kiềm. Do kiềm thì thường là bỏng nó sâu và nó có cái tính chất phá hủy protein, có thể cái phía trên mình nhìn thấy nó không sâu nhưng thực ra phía dưới nó rất là sâu. Thành ra là mình phải thứ nhất là phải đặt sông để cho bệnh nhân ăn, thứ hai nữa là phải điều trị để tránh cái tình trạng bị sẹo hẹp về sau này. Thì cái đấy nó phải chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn cấp, giai đoạn bán cấp và giai đoạn mãn tính. Thì những cái này nó có cái phác đồ điều trị cụ thể, nếu như bạn nào muốn biết thì sẽ hỏi trực tiếp bác sĩ nội trú Nguyễn Trần Lâm, vì anh em rất có kinh nghiệm về cái dị vật này và cái bỏng thực quản do hóa chất. Vâng, câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Thu Đức là muốn hỏi là nếu mà dị vật nghi ngờ bị mà đâm vào vị trí của khoa động mạch chủ thì cần xử trí như thế nào? Đây là một cái trường hợp mà nói chung là rất là khó và phải rất là khẩn trương. Chúng ta biết là động mạch thì nó có 3 lớp, trong đó có một cái lớp chun là cái lớp nó có thể co lại rất là tốt. Nếu như mà dị vật mà đâm vào vùng quay động mạch chủ thì thường là những vật rất là sắc nhọn thì mới đâm được vào, chứ còn những cái vật mà tù thì không được, không đâm vào được. Cái thứ hai nữa là như bài trình bày vừa nãy là những cái viêm mà lâu ngày rồi nó dẫn đến hoại tử thành thực quản, thành động mạch chủ, thì cái đấy thì rất là nguy hiểm. Thế thì có hai cái cách xử lý khác nhau. Nếu như mà cái dị vật mới mà dị vật rất là sắc nhọn nhọn thì chúng ta soi dưới cái sự bảo trợ của bác sĩ phẫu thuật lồng ngực, thì khi mà chúng ta thấy xung quanh nó không có viêm, không có nề tấy gì cả mà dị vật mới thôi, trong vòng mấy giờ đồng hồ, 6 giờ trở lại chẳng hạn, thì chúng ta cứ việc rút dị vật ra và có bảo trợ của kíp gây mê hồi sức và phẫu thuật lồng ngực. Nếu như mà rút ra sau đấy thì chúng ta đặt sông cho bệnh nhân ăn mà bệnh nhân không có chảy máu gì thì cái đấy nó tự điều trị kháng sinh, nó tự co liền, bởi vì cái lớp chun nó tự co lại rất là tốt. Thế còn trường hợp thứ hai là do cái viêm nhiễm ở thành thực quản xong nó lan vào nó gây hoại tử thành động mạch, thì cái đấy rất là nặng, thì cái đấy phải gửi cho phẫu thuật lồng ngực của Việt Đức hoặc là ở các tỉnh có cái kíp phẫu thuật lồng ngực và phẫu thuật mạch máu. Thì khi đấy, nhưng mà cái đấy cũng tỷ lệ thành công cũng không là nhiều. Nói chung là đi về nên là phải khuyên bệnh nhân đến càng sớm càng tốt, chứ để những cái giai đoạn nó viêm xong là nó hoại tử thành động mạch thì rất là nặng. Đi là được mạch.
Trước đây thì tôi cũng gặp mấy trường hợp vỡ động mạch chủ, và những trường hợp đấy thì trước đây vì trước đây rất lâu rồi nên là không cứu được. Còn gần đây trong cái nghiên cứu của anh Trương Minh Quý đấy thì có một số trường hợp mà ở Việt Đức người ta khi mà có hoại tử thành động mạch mà người ta có thể khâu mạch máu lại và người ta vẫn cứu được bệnh nhân. Trong nghiên cứu đấy có mấy trường hợp, 3 hay 4 trường hợp tôi tới mấy năm rồi. Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo là nếu bệnh nhân nghi ngờ hóc xương gàm giờ thứ 2 chụp phim X quang chưa phát hiện ra dị vật nhưng bệnh nhân khó chịu nhiều thì nên chờ đợi để nội soi ống mềm hay cho chụp CT cổ hay hướng xử trí như thế nào? Xin cô cho biết. Tối nay năm giờ rồi nữa. Dạ. Dạ thôi em. Nếu mà mới mà bệnh nhân khó chịu nhiều theo tôi thì nên soi, bởi vì soi không những là để chẩn đoán mà là còn để gắp dị vật ra. Chúng ta không nên chụp lợi dụng cái chụp cái cắt lớp làm gì cả, bởi vì chụp cắt lớp xong rồi chúng ta không có dị vật mà bệnh nhân vẫn khó chịu nhiều, chúng ta vẫn phải tiến hành soi. Thứ hai nữa là cái phim chụp cắt lớp thực ra hiện nay chỉ định chủ yếu là để phát hiện những cái biến chứng, chủ yếu là biến chứng để xem là cái biến chứng nó đã tổn thương những cái thành phần nào để chúng ta có cái thái độ xử trí cho thích hợp. Hoặc là những trường hợp mà người ta đã soi người ta không, hoặc là không thấy xương, hoặc là cái xương nó rất là nhỏ, người ta cần phải dùng cái chụp cắt lớp. Còn nếu như không thì người ta chỉ cần chụp phim cổ nghiêng hoặc là cổ nghiêng kết hoặc cổ thẳng để có thể chẩn đoán dị vật, chứ không cần phải để dùng đến phim cắt lớp. Xin có một câu hỏi mới cũng đọc được đối với bên pin. Vâng, alo, bạn Thu Đức có hỏi là cái thời gian mà gây tổn thương thực quản của gây ra bởi viên pin là bao nhiêu, thì hiện tại thì chưa có những cái báo cáo ở trên các ca lâm sàng cụ thể. Tuy nhiên thì vào năm 1998 thì có một tác giả người Nhật tên là Tanaka đã đặt và giữ cố định một viên pin cúc áo có đường kính 2mm vào thực quản của một con chó làm thí nghiệm, thì thấy là tổn thương hoại tử ở lớp cơ thực quản chỉ sau vòng 30 phút mà không có sự rò rỉ của viên pin. Thì qua đây thì tôi vẫn nhấn mạnh cái sự nguy hiểm của viên pin là như vậy. Tuy nhiên thì có những cái yếu tố tiên lượng của tổn thương thực quản do viên pin nó còn phụ thuộc vào 3 yếu tố. Một là nếu mà trẻ càng nhỏ thì nguy cơ tổn thương sẽ càng cao, dưới 4 tuổi. Hai là cái độ mới của viên pin. Viên pin càng mới thì hoạt động điện càng mạnh thì cũng sẽ gây ra tổn thương nhanh hơn. Và thứ ba là đường kính của viên pin. Đường kính càng to càng lớn thì tổn thương càng rộng và càng nhanh. Đấy là cái cung cấp thông tin về cái tổn thương pin gây ra bởi thực quản, cung cấp trả lời cho bạn Thu Đức. Có câu hỏi của bạn Sang Sang là khi gặp trường hợp hóc dị vật pin ở ngoài cổng đồng thì có phương án xử trí tại chỗ gì không? Đối với dị vật ở thực quản, nếu như chúng ta biết chắc là dị vật vào thực quản ở ngoài cộng đồng thì không xử trí gì mà phải đưa vào bệnh viện để lấy viên pin ra càng sớm càng tốt. Có lẽ bạn nhầm với là dị vật đường thở, nếu mà ở ngoài cộng đồng thì có những cái cách xử trí khác nhau tùy theo cái mức độ khó thở, nhưng mà đối với dị vật ở thực quản thì nên đưa bệnh nhân càng sớm càng tốt đến bệnh viện cơ sở y tế có thể soi gấp được, chứ đừng có đi tuyến nữa. Đi tuyển theo tuyến thì có viên pin nó sẽ gây ra bỏng thực quản, chỉ là không cần làm xét nghiệm đưa thẳng vào soi đường cao. Và có câu hỏi của bạn Ngọc Vũ cũng rất là thực tế là phải trong trường hợp mà X quang cái có hình ảnh dị vật mà nội soi không thấy thì hướng xử trí tiếp theo như nào? Trong trường hợp mà soi không thấy dị vật mà trên phim X quang thấy dị vật thì phải xem lại hai thứ. Thứ nhất là mình đã bỏ qua dị vật chưa, ở trong lòng thực quản chưa. Nếu như mình xem lại, soi lại và phải có kinh nghiệm để xem, như bác sĩ Lâm vừa nãy nói là chúng ta phải xem đủ tất cả các thành, 4 thành.
nhìn, chứ còn chúng ta chỉ đưa cái ống soi nhưng mà chúng ta viết nó xuống, chúng ta chỉ nhìn thấy thành trước thôi chẳng hạn, thì có thể dị vật nó ở thành sau hoặc thành bên. Đấy là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là có thể dị vật đã chui ra ngoài, thì nếu như chúng ta đã kiểm tra chắc chắn mà không thấy dị vật ở trong lòng thực quản thì khi đó chúng ta nên chụp phim cắt lớp để xác định vị trí kích thước và những cái ảnh hưởng, những cái tổn thương do dị vật gây ra để chúng ta đánh giá, để xem chúng ta có thể lấy dị vật bằng đường nào cho nó, bằng phương tiện gì cho nó phù hợp. Và xin phép bổ sung thêm. Vâng, với câu hỏi vừa rồi qua phần trả lời của Phó sư Tiến sĩ Lương Thị Minh Hương thì cũng muốn hỏi ngược lại chúng ta là liệu chúng ta đã phân tích cái phim đấy chuẩn chưa? Bởi vì là có một số trường hợp là phim X-quang cổ nghiêng thì có hiện tượng là có cái vôi hóa của phần sụn phễu hoặc là vôi hóa của phần dây chằng trước sống, mà nó có hình ảnh cảnh quan lên như vậy thì chúng ta sẽ dễ bị nhầm với tổn thương đấy, thậm chí là vôi hóa của sụn giáp, thì như vậy là chúng ta cần phải đánh giá. Và tôi xin cũng rất là đồng ý với ý kiến của giáo sư Hương, đó là chúng ta cần chụp phim cắt lớp nếu mà chúng ta hoàn toàn là nghi ngờ để đánh giá một cách chắc chắn nhất. Vâng, câu hỏi tiếp theo là vẫn là gì vật pin ạ? Trong trường hợp mà viên pin mà rơi vào trong dạ dày rồi thì chúng ta xử trí thì không? Vâng, cái câu hỏi này cũng rất là thực tế đấy. Vâng, chúng tôi đã có gặp ở viện nhi rồi, thì thực tế thì người ta cũng sẽ vẫn soi dạ dày để mà lấy. Còn nếu mà di chuyển xuống ống tiêu hóa thì người ta sẽ vẫn theo dõi, nhưng mà nếu mà còn lấy được thì sẽ lấy, về nguyên tắc là như vậy. Vâng. Tuy nhiên thì cái mức độ cảnh báo của cái viên pin ở trong dạ dày cũng như là cái mức độ nguy hiểm thì nó sẽ giảm đi rất nhiều. Bởi vì xin các bạn hiểu là khi viên pin nó nằm ở trong thực quản thì bị cái niêm mạc thực quản nó ép lại, thì lúc đấy là viên pin nó sẽ gây ra bỏng tại vị trí tiếp xúc, còn ở trong dạ dày thì lại không như vậy. Dạ vâng, xin phép câu hỏi là còn bệnh viện đóng câu hỏi gì cho thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trần Lâm không ạ? À, vâng, nếu mà không còn bệnh viện nào có câu hỏi gì thì em xin phép là kết thúc buổi giao ban trực tuyến ngày hôm nay. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Lương Minh Hương, bác sĩ Nguyễn Trần Lâm và các anh chị và các bạn đồng nghiệp. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn ở các điểm cầu trong buổi giao ban ngày hôm sau. Em xin cảm ơn. Hôm nay là hơi lỗi. Cô đến muộn, cô lại trả lâu. Cô đến cô. Cô đến đây. 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 Cô đến đây